Nè, quá trời nè con. Ồ, nhiễm vậy. Con bắt đi. Wow, giỏi vậy. Sao con có đau không? Dạ không. Ê, ba cầm cho, con bắt đi. Ba ơi. Ơi. Nè ba. Bên này mấy con bự không à. Con có ốc bên đây nè. Con bước qua, con bước qua. Đúng rồi, rồi con bắt con đó. Rồi con bỏ vô đây. Ồ, nhiễu vậy. Té xuống eo luôn. Nè, thằng này té. Ốc chua, ốc chua. Ghê, đây. Nữa đây nè. Con nhỏ dưới đây nhiều ốc bự quá. Hay với ta. Có chục ốc bự luôn. Vô đây là được rồi đó ha. Còn con nữa kìa, lắm luôn. Kìa, còn con nữa không? Được, con chỉ cho em phát bắt kìa. Thì em chứ lấy con ốc làm nhỏ. Em thò tay xuống, em lấy vậy thôi. Trời ơi, sao con đẩy ra? Dễ đúng không? Nhìn thấy. Sao con đẩy ra vậy? Rồi à, mình về thôi. Con bị té xuống bụng 2 lần. Không sao, mình về mình rửa, mình tắm. Bắt lấy cây chừng với được cái đầu. Nhiều ốc lắm rồi bố ơi. Về con ơi. Về đít rồi, về đít rồi. Con thích ăn ốc không? Đưa chân vô, rửa chân. Xác chân tin nhỉ? Xác chân tin nhỉ? Rồi. Ủa, chân sao bị chày vậy? Rồi, xong. Vô. Cho xin miếng nữa nha. Yeah. Nó đậm. Ui, ba làm nhìn hấp dẫn quá ba ơi. Hấp dẫn không? Giờ thì hấp dẫn chứ nãy là nhìn thấy muốn chạy lắm. Nhưng mà hình sự vậy. Đang suy nghĩ coi là sao úp cái này vô. Ủa của anh là hấp hả? Hấp. Nam em, chỗ tay liền. Chỗ tay gì? Hát hả? Đang nhấn lửa không hát bài gì không? Ơi con nguyên lên lửa lên lên. Sáng giờ đụng vô cái gì cũng chuối hết trơn. Thôi không anh? Sáng giờ quen rồi. Luôn hả trời. Xảo. Làm toàn món công phu không à. Coi món này nè nam em. Coi món này hay không? Ê cũng được á. Sao mà úp nó lại? Thoải mái quá, hồi sáng cho anh nấu đây là chút trước. Mình bọc cái món ớt ở trong này. Ngon nha. Lửa lớn quá, lửa lớn quá. Nguy hiểm quá bà con. Mày có cái nắp dùng ha. Anh lấy giùm em nắp dung không? Chắc hả? Chết rồi, anh đang bận tay rồi. Mấy con vô lấy giùm mẹ nắp dung đi. Thank you, bye bye. Này người ta gọi là Super Wonder Woman. Mỏi chân quá. Để cho khỏe. Mình sáng giờ cũng không còn sạch sẽ gì nữa. Muốn ăn là
phải lăn vào bếp. Nói giờ mình lăn ra tùm lum nơi luôn rồi đó. Thấy thì thấy ghê mà chiên lên thì thấy xinh đẹp. Thì thấy thèm hả? Thấy thì thấy sợ mà chiên thì thấy thèm. Ổn không anh? Ổn. Ủa trời, cái gì vậy? Ổn không em? Nguy hiểm. Nguy hiểm quá. Của chúng ta đây cả nhà. Vậy thôi hả? Vậy đi luộc nữa chứ. Hấp nữa chứ. Hấp. Ủa của người lớn mấy con ơi. Được, trộn với mùi khói hơi cay mắt chứ không dám hủi, thấy cũng ổn á, ổn định á. Món này có vẻ khá lạ, cách nấu cũng khá hay, hy vọng là ăn được. Ôi rồi.